iOS 17 năm nay thực sự sẽ giúp bạn kiếm được tiền nếu những gì mình nói sau đây trở thành sự thật và mình tin điều đó. Mình biết là còn khá sớm để mà nói về iOS 17 bởi lẽ là đến tháng 9 thì chúng ta mới có những cái phiên bản cập nhật chính thức dành cho những cái mẫu iPhone. Thế nhưng bây giờ thì đã có những cái tin đồn rồi những cái concept dành cho cái phiên bản này. Và mới đây nhất thì có một cái concept của một người tên là Parker Otolani. Đây là một cây viết kỳ cựu của 9 to 5 Mark và cũng là một designer. Và với concept này thì mình thấy rằng là nó khá là khả thi dành cho cái phiên bản iOS 17 của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái thay đổi ở trên phần màn hình khóa. Đây cũng là cái phần mà mình muốn nhấn mạnh các bạn rằng đó là một phần để giúp chúng ta có thể là kiếm tiền được. Và năm ngoái thì iOS 16 ra mắt chúng ta đã có một cái màn hình khóa được cá nhân hóa hơn cho người dùng đúng không ạ? Chúng ta có thể là thay đổi được phông chữ này, tùy biến phần widget này. Và nếu như cái concept của ông Parker này thành sự thật thì các bạn hoàn toàn có thể là download những cái phông chữ ở trên mạng về và tùy biến theo cách mà các bạn muốn. Sau đó thì chúng ta có thể là tùy biến được cả widget nữa Nhưng cái mấu chốt để giúp các bạn kiếm được tiền đó là gì Sau khi mà chúng ta đã tự thiết kế được cái phần màn hình khóa rồi, cái phần lock screen rồi Thì nó sẽ có một cái phần đấy là chia sẻ link màn hình khóa Và từ cái phần chia sẻ này thì rõ ràng là cái việc thương mại hóa phần màn hình khóa Nó là một điều rất đơn giản và mình nghĩ rằng nếu như cái điều này nó trở thành sự thật ở trên phiên bản iOS 17 của chúng ta, thì những cái bạn mà có khả năng sáng tạo này, những cái bạn mà có khả năng thiết kế này sẽ chuyển hết qua dùng iPhone. Đó tội gì mà không kiếm thêm đúng không? Nâng cấp tiếp theo thì sẽ thuộc về Siri và như các bạn có thể thấy thì ở trong concept này Siri của chúng ta đã có cái diện tích hiển thị nó lớn hơn. Thế nhưng mà rất tiếc thì uh, Parker chỉ làm concept dành cho những mẫu iPhone đang có Dynamic Island thôi. Thế nhưng mà theo concept này thì các bạn có thể thấy rằng là Siri của chúng ta nó đang gần như là đang sống ở trong cái Dynamic Island ấy, nhìn khá là ảo. Và bất kỳ khi mà bạn nói hay là Siri đang lắng nghe thì sẽ đều có một cái phần thông báo để cho bạn biết. Mình nghĩ rằng đây nó là một cái nâng cấp đề cao cái tính tinh tế, mình nghĩ là như vậy. Và hiện tại nếu như các bạn để ý ấy thì Apple họ vẫn đang đi sau rất là nhiều ông lớn công nghệ ví dụ như là Google hay là Samsung về cái khoản đó là làm phần mềm dành cho trợ lý ảo. Và thêm vào đó gần đây nhất thì chúng ta có một cái thông tin đó là Microsoft họ đã mua lại chat GPT Thế cho nên rằng là nếu như năm nay ở phiên bản iOS 17 Apple họ không nâng cấp Siri trở nên thông minh hơn Thì đây rõ ràng là một cái sự thụt lùi so với các thương hiệu khác Tất nhiên là mình cũng sẽ không mong rằng là Siri nó sẽ thông minh giống như kiểu là một chat GPT thứ hai Thế nhưng mà cũng chả biết đâu được apple họ đỉnh lắm và nâng cấp cuối cùng ở trong concept của ông parker này đó chính là về phần thông báo năm nay thì mọi người có thể thấy rằng là nó sẽ được chuyển sang cái dạng thông báo hình tròn giống như kiểu là dynamic island và cái sự tinh tế nó sẽ đến từ cái phần đậm nhạt của màu sắc thông báo ví dụ như là khi mà có những cái thông báo quan trọng thì cái màu sắc nó sẽ đậm và khi mà cái thông báo đó nó được gửi lâu đi thì nó sẽ nhạt dần đó, đây là một cái sự uh, cải tiến mà mình nghĩ rằng là phiên bản này nó đang đề cao cái tính tinh tế dành cho người dùng. Và đó là về những cái điểm nổi bật nhất ở trong concept của Parker Otolani. Và nếu như bạn đang nghĩ rằng iOS 17 là một cái phiên bản bùng nổ ấy thì mình nghĩ là không. Và trước đó đã có rất là nhiều những tin đồn cho rằng năm nay thì Apple họ sẽ ra mắt một cái sản phẩm mới, đấy là kính hỗn hợp AR và VR. Và sẽ có một cái app dành cho riêng cái kính này ở trên phiên bản iOS 17 Thế nhưng mà cái tin đồn này nó được bác bỏ bởi một người rất là uy tín Đó là Mark Gurman đến từ Bloomberg Thế cho nên mình nghĩ rằng đây sẽ không phải là một cái phiên bản iOS quá bùng nổ, nó chỉ là một cái bản cải tiến mang thêm cái tính tinh tế thêm cho phiên bản iOS 16 mà thôi. Và tất nhiên là những cái tin đồn hay là những cái concept mà các bạn vừa mới xem được thì nó không bắt nguồn từ những cái mong muốn của người dùng. Và với mình cũng là một người dùng iPhone thì mình cũng sẽ có một vài mong muốn như thế này. Đầu tiên đó là về việc khi mà cập nhật lên iOS mới, mình mong rằng là iOS 17 sẽ là một phiên bản hỗ trợ tốt nhất dành cho những cái mẫu máy đời cũ, nó sẽ không bị bóp hiệu năng, bởi vì khi mà lên một phiên bản iOS mới thì cái điều mà mình thấy rằng nhiều người than phiền nhất, đây chính là hiệu năng của máy bị giảm đi rất là nhiều. Thêm vào đó là cái việc máy bị nóng này, dung lượng pin tối đa cũng bị giảm. Và mình nghĩ rằng cái điều này Apple họ hoàn toàn có thể là tinh chỉnh được Khi mà họ đang nắm trong tay cả phần cứng và cả phần mềm Thế nên rằng đây là một điều mà mình mong muốn nhất khi mà phiên bản iOS 17 được ra mắt Và cái phần thứ hai mà mình rất muốn thay đổi ở đây Đó chính là cái phần à, trung tâm điều khiển hay còn gọi là Control Center à, Nếu như các bạn không để ý ấy, thì cái giao diện này chúng ta đã dùng được 6 năm rồi Tức là từ phiên bản iOS 11 và mình nghĩ rằng iOS 17 sẽ là cái phiên bản phù hợp nhất để có thể là thay đổi cái giao diện của cái phần à, trung tâm điều khiển này Và nếu như concept của Parker Otolani thành thật thì mình thấy rằng là đây là một cái phiên bản mà nó sẽ có những cái sự nâng cấp, những cái sự cải tiến một cách tinh tế hơn so với phiên bản iOS 16 và cái tính năng mà mình mong chờ nhất đó chính là cái xe phần lớp screen đấy để các bạn có thể là bán được mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái điều mà Apple nếu như làm được thì sẽ rất là tuyệt vời và đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay còn các bạn nghĩ sao về iOS 17 và các bạn muốn có thêm tính năng nào ở trên phiên bản phần mềm này thì có thể là comment ở bên dưới nhá.